Heo và ngựa, cuộc thi tài năng. Một buổi sáng đẹp trời, ngựa đang phi nước đại trên cánh đồng cỏ rộng lớn, tạo nên những vệt bụi mờ. Lúc này, có một chú heo đang tắm bùn, nhìn ngựa chạy với vẻ ngưỡng mộ. Ngựa, cậu chạy nhanh thật, mình ước gì có thể chạy được như cậu. Đúng vậy, mình sinh ra để chạy nhanh mà, nhưng cậu có tài năng riêng của cậu mà, phải không heo? Heo hơi buồn rầu, cúi đầu nhìn đôi chân ngắn của mình, không tự tin lắm về tài năng của bản thân. Mình chẳng có tài năng gì đặc biệt, chạy không nhanh, nhảy cũng không cao, mình chỉ biết tìm thức ăn. Đừng lo, sao chúng ta không thi tài xem ai giỏi hơn, mình sẽ cho cậu thấy cậu có tài năng đấy. Ngựa đề nghị một cuộc thi tài năng trong rừng gồm 3 phần, chạy đua, tìm thức ăn và vượt chướng ngại vật. Cả hai cùng đồng ý và chuẩn bị cho thử thách đầu tiên, chạy đua. Bắt đầu thôi, chạy đến gốc cây cổ thụ kia nhé. Mình sẽ cố hết sức. Ngựa phóng đi với tốc độ nhanh như gió, bỏ xa heo phía sau, và phần thi chạy đua ngựa đã chiến thắng. Nhưng đến phần thi thứ hai, tìm thức ăn, heo nhanh chóng tìm ra những quả trứng và nấm ngon dưới những bụi cây, trong khi ngựa lúng túng không tìm thấy gì. Mình đã tìm được hết rồi, tìm thức ăn là sở trường của mình. Wow, cậu thật tài giỏi, mình chẳng tìm được gì cả. Ở phần tìm thức ăn này thì heo đã chiến thắng. Ở phần thi vượt chướng ngại vật, ngựa nhảy qua những cành cây và hố bùn một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, heo lội bùn trượt qua chướng ngại vật một cách thoải mái mà không hề gặp khó khăn. Ở phần thi này, cả hai đều hoàn thành xuất sắc, vì thế cả hai đều giỏi, ngang tài ngang sức. Cậu đúng là có tài năng riêng đấy, chẳng ai lội bùn giỏi như cậu. Và chẳng ai nhảy giỏi như cậu, chúng ta đều có điểm mạnh của mình. Các bạn hãy nhớ rằng, mỗi loài vật đều có tài năng riêng, và khi tôn trọng sự khác biệt, chúng ta sẽ phát hiện ra sức mạnh của chính mình.